Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài được khởi công từ tháng 12 năm 2021. Đến nay, sau gần 7 tháng thi công, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương có dự án đi qua cùng sự tích cực của các nhà thầu, nên công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án có những chuyển biến tích cực, mặc dù gặp nhiều khó khăn. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài trên 33 km, tổng vốn đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Đoạn 1, từ nút giao với đường tỉnh 379B, thị trấn Văn Giang đến nút giao Lý Thường Kiệt vào trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở huyện Yên Mỹ dài gần 15 km. Trong đó có 4,3 km xây dựng tuyến mới theo quy hoạch. Đoạn 2 được gọi là đoạn kéo dài từ nút giao giữa đường tỉnh 380 và quốc lộ 39 đến cầu Gáy thuộc địa phận xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, giáp danh với tỉnh Bắc Ninh, nằm trên trục kinh tế Bắc Nam trước đây. Cơ bản dự án nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân nơi tuyến đường đi qua. Nhà nước mở rộng đường thì có thể nào di rời khu dân cư chỗ khác thì là anh em là di rời thôi. Nhà nước mà tái định cư ra một khu dân cư chỗ khác thì lại chuyển về đằng đấy thì lại tiếp tục dựng sửa. Diện tích ruộng nhà tôi đấy thì có 187 m². Tiền thì chúng tôi giải ngân thì chúng tôi chưa được nhận. Chúng tôi cũng nhất trí cả thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Tức là bàn giao mặt bằng cho bên địa phương thi công. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng tỉnh, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã đạt gần 15 km trên tổng số 33,5 km. Thời gian qua, các đơn vị thi công gặp khó khăn do thời tiết mưa lớn nhiều ngày và nắng nóng thất thường. Song mỗi đơn vị lại có cách khắc phục riêng để đảm bảo tiến độ công trình. Với thời tiết nó nóng này, anh em tôi là cũng chia là ba công kíp, nhưng mà anh em tôi là thiên về là làm ban đêm và ban ngày là làm trưa. Anh em tôi cho chúng tôi nghỉ trưa, là thời gian nghỉ trưa là đến 3 tiếng buổi trưa để đảm bảo cho anh sức khỏe để đẩy nhanh tiến độ, đạt cái mục tiêu là hoàn thành tốt những cái phần đã giải phóng thi công mặt bằng. Thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng tỉnh Hưng Yên giải ngân được 286 tỷ đồng trên kế hoạch phân bổ vốn dự án năm 2022 là 900 tỷ đồng. Ban đang tích cực phối hợp với các địa phương có dự án đi qua triển khai nhanh các bước theo quy trình giải phóng mặt bằng với quyết tâm cao độ hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong năm 2022 này.